năm 2005, Oslo nghiên cứu thành công và giới thiệu tới thị trường các công nghệ cửa cuốn an toàn, bao gồm công nghệ đảo chiều khi gặp chướng ngại vật, công nghệ báo động khi cửa bị cậy phá, công nghệ chống sao chép mã số mở cửa, nối tiếp những thành công trong nghiên cứu sản phẩm. Năm 2007, Oslo áp dụng thành công các công nghệ an toàn trên cửa cuốn khe thoáng, giúp dòng cửa này trở thành sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Năm 2009, Oslo phát triển dòng sản phẩm cửa cuốn chống cháy giúp cô lập đám cháy, chống lây lan diện rộng cho các khu vực như hầm, nhà xưởng, trung tâm thương mại. Năm 2011, Oslo tạo nên một cột mốc mới khi cho ra đời công nghệ bảo vệ kép DualSafe, bao gồm hệ thống đảo chiều không dây và hệ thống sensor hồng ngoại. Năm 2013, Oslo ra mắt hàng loạt sản phẩm cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới, tạo nên bước nhảy vọt trong hoạt động phát triển sản phẩm. Dòng cửa cuốn này sở hữu các ưu điểm vượt trội như sản xuất đồng bộ, siêu thoáng, siêu êm. Năm 2015, Oslo mang đến giải pháp công nghệ mới có tên gọi Mobile Integrated, giúp kết nối điện thoại di động với cửa cuốn. Dù ở bất cứ nơi đâu, chủ nhà có thể kiểm tra tình trạng cửa cuốn đóng hay mở từ xa. Trải qua nhiều năm hoạt động, Oslo không ngừng nghiên cứu và sáng tạo các công nghệ cửa cuốn an toàn với mục đích cao nhất là bảo vệ hàng triệu ngôi nhà trên khắp Việt Nam. Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với buổi livestream số thứ 3 quay số may mắn để tìm ra khách hàng trúng thưởng trong chương trình Mua cửa Oslo trúng lộc vàng do tập đoàn Oslo tổ chức. Qua 2 tuần quay số thì chúng ta đã tìm ra được 32 khách hàng may mắn nhất nhận được giải thưởng là một chỉ vàng SJC 4 số 9. Và cứ vào 11:30 thứ 7 hàng tuần, chúng ta sẽ lại tiến hành quay số để cùng tìm ra những vị khách hàng may mắn này. Quý vị có thể theo dõi và kiểm tra thông tin chương trình tại fanpage cửa cuốn Oslo và website oslo.com hoặc liên hệ vào số hotline 1900-6828 để được hỗ trợ. Thưa quý vị, chỉ sau 3 tuần, chương trình Mua cửa Oslo trúng lộc vàng do tập đoàn Oslo tổ chức đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của quý vị khách hàng thân yêu. Và đây thực sự là một tín hiệu rất vui mừng vì đã có thêm nhiều ngôi nhà được bảo vệ an toàn tuyệt đối nhờ cửa cuốn của Oslo. Bên cạnh đó thì sẽ có thêm cơ hội nhận những phần thưởng giá trị rước may mắn về nhà. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì chiếc điều khiển trên tay của Kim Xuyến sau đây sẽ giúp chúng ta cùng đi tìm chủ nhân của những giải thưởng may mắn của tuần này. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, xin chúc mừng số 301. Xin chúc mừng anh Quỳnh, anh ở thành phố Hà Tĩnh. Anh đã trúng giải một chỉ vàng SJC 4 số 9 với mã số may mắn là 301 và mã sản phẩm là 24M083437. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng anh Quỳnh ở thành phố Hà Tĩnh đã trúng thưởng với mã số may mắn là 301 và mã sản phẩm là 24M083437. Vâng, và chúng ta sẽ đi tìm người chơi may mắn thứ hai. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng chị Nguyệt ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với mã số trúng thưởng là 342, mã sản phẩm là 24M076393. Vâng, một lần nữa Kim Xuyến xin được nhắc lại, chúc mừng chị Nguyệt ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9 với mã số may mắn là 342 và mã sản phẩm là 24M076393. Vâng, và chúng ta các bạn có hồi hộp đối với vị khách hàng may mắn thứ ba không ạ? Và không để phải quý vị phải chờ lâu, Kim Xuyến sẽ tiếp tục bật mí vị khách hàng thứ ba may mắn trúng được giải một chỉ vàng SJC 4 số 9 của tập đoàn Oslo. Vâng, con số may mắn tiếp theo đó chính là 224 của chị Hà ở Bắc Giang với mã sản phẩm là 24M083725. Con số may mắn là 24224 và mã số sản phẩm may mắn là 24M083725.
7725 thuộc về chị Hà ở Bắc Giang. Và người chơi thứ tư may mắn tiếp theo đó chính là đó chính là ông Hoan ở thành phố Lạng Sơn với con số may mắn là 298 và mã sản phẩm may mắn là 24M083441. Vâng, con số may mắn là 298 thuộc về ông Hoan ở thành phố Lạng Sơn và mã số sản phẩm may mắn là 24M083441. Vâng, và người chơi thứ 5 sẽ là ai đây ạ? Vâng, người chơi may mắn thứ 5 đó chính là anh Hiền ở Mê Linh, Hà Nội với con số may mắn là 103 và mã sản phẩm may mắn là 24M083721. Vâng, đó là sản phẩm của anh Hiền thuộc Mê Linh, Hà Nội với mã sản phẩm may mắn là 24M083721 và con số may mắn là 103. Con số tiếp theo của chúng ta chính là số 059 thuộc về chú Nghĩa ở Bình Thuận và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M076362. Con số may mắn là 059 thuộc về chú Nghĩa Bình Thuận với mã số sản phẩm may mắn là 24M076362. Và người chơi thứ 7 của chúng ta may mắn đó là ai đây ạ? Vâng, người chơi may mắn thứ 7 đó chính là anh Linh ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với con số may mắn là 253 và mã sản phẩm may mắn là 24M083461. Kim Xuyến xin được nhắc lại một lần nữa người chơi may mắn thứ 7 của chúng ta đó chính là anh Linh ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với con số may mắn là 253 và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083461. Và chủ nhân của một chỉ vàng SJC 4 số 9 thứ 8 của tập đoàn Osdor là ai đây ạ? Các quý vị có hồi hộp không ạ? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ nhân thứ 8 của một chỉ vàng SJC 4 số 9. Vâng, xin chúc mừng anh Phú ở Mê Linh, Hà Nội với số may mắn là 072 với mã số sản phẩm may mắn là 24M083430. Kim Duyến xin được một lần nữa được nhắc lại và chủ nhân may mắn của chúng ta đó chính là anh Phú ở Mê Linh, Hà Nội với con số may mắn là 072 và mã số sản phẩm may mắn là 24M083430. Vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường với 8 vị khách hàng may mắn. Trước khi tiếp tục thì Kim Xuyến xin được chia sẻ đôi chút về sản phẩm cửa cuốn Osdor. Ngoài về thẩm mỹ hiện đại, cửa cuốn Osdor đáp ứng tiêu chí an toàn, an ninh, vận hành êm ái, bền bỉ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục đến với lượt quay số tiếp theo với những vị khách hàng may mắn. Vâng, con số may mắn tiếp theo đó chính là 001 thuộc về anh Thiện ở Cẩm Phả, Quảng Ninh và mã sản phẩm may mắn là 24M083370. Kim Xuyến xin được nhắc lại một lần nữa về khách hàng may mắn tiếp theo đó chính là anh Thiện ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với con số may mắn là 001 và mã sản phẩm may mắn là 24M083370. Xin chúc mừng anh Thiện ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, anh đã trúng được giải thưởng là một chỉ vàng SJC 4 số 9. Và người chơi may mắn tiếp theo với con số may mắn là 078 thuộc về anh Kép ở Khánh Hòa và mã sản phẩm may mắn là 24M076361. Xin nhớ nhắc lại, con số may mắn của chúng ta là 078 thuộc về anh Kép ở Khánh Hòa và mã sản phẩm may mắn là 24M076361. Người chơi tiếp theo may mắn thuộc sở hữu một chỉ vàng SJC 4 số 9 của tập đoàn Osdor lần này là ai ạ? Quý vị cùng theo dõi trên màn hình nhé. Vâng, con số may mắn tiếp theo đó chính là 269 thuộc về anh Bình ở Ninh Bình và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083380. Một lần nữa xin được nhắc lại, sản phẩm may mắn đó chính là mang mã số 24M083380 và con số may mắn là 269 thuộc về anh Bình ở Ninh Bình. Một chỉ vàng SJC 4 số 9 tiếp theo đây thuộc về ai ạ? Vâng, Kim Xuyến xin được chúc mừng con số may mắn tiếp theo đó chính là 166 thuộc về anh Hòa ở Tây Hồ, Hà Nội
và mã sản phẩm may mắn là 24M083439. Vâng, xin chúc mừng anh Hòa ở Tây Hồ, Hà Nội đã trúng giải thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9 với con số may mắn là 166 và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083439. Người chơi may mắn tiếp theo đó chính là anh Thắm ở Bắc Giang với con số may mắn đó chính là 173 và mã sản phẩm may mắn là 24M083602. Vâng, xin chúc mừng anh Thắm ở Bắc Giang với con số may mắn là 173 và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083602. Người chơi may mắn tiếp theo. Vâng, xin chúc mừng anh Tùng ở Hiệp Hòa Bắc Giang với con số may mắn đó chính là 018 và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083459. Một lần nữa xin chúc mừng anh Tùng ở Hiệp Hòa Bắc Giang với con số may mắn 018 và mã sản phẩm may mắn là 24M083459. Và chúng ta đã trải qua 14 vị khách hàng may mắn. Vậy vị khách hàng may mắn số 15 là ai đây ạ? Quý vị các bạn và có mong muốn được nhận giải thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9 của tập đoàn Osdor không ạ? Vâng, vẫn còn đến tận 2 cơ hội nữa để quý vị có thể sở hữu được một chỉ vàng SJC 4 số 9 của tập đoàn Osdor. Người chơi may mắn số 15 đó chính là anh Tịnh ở Hạ Long, Quảng Ninh. Xin chúc mừng anh Tịnh ở Hạ Long, Quảng Ninh với con số may mắn là 056 và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083764. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng anh Tịnh ở Hạ Long, Quảng Ninh với con số may mắn là 056 và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083764. Vâng, và chúng ta còn một cơ hội duy nhất dành cho một vị khách hàng may mắn trong tuần này. Vị khách hàng cuối cùng may mắn sở hữu một chỉ vàng SJC 4 số 9 của tập đoàn Osdor là ai đây ạ? Vâng, xin chúc mừng anh Hoàn ở Bắc Giang với con số may mắn là 123 và mã sản phẩm may mắn là 24M083382. Một lần nữa xin chúc mừng anh Hoàn ở Bắc Giang với con số may mắn là 123 và mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083382. Vâng, vậy là chúng ta đã tìm được danh sách 16 vị khách hàng may mắn trúng giải thưởng là một chỉ vàng SJC 4 số 9 của tập đoàn Osdor. Và trong lúc chờ ban tổ chức tập hợp lại danh sách thì Kim Xuyến sẽ mời quý vị và các bạn giải lao trong ít phút. Vâng, Kim Xuyến đã quay trở lại và sau đây đó chính là danh sách đầy đủ của 16 vị khách hàng may mắn trúng được giải thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9 của tập đoàn Osdor. Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần thứ 3 của chúng ta. Đầu tiên đó chính là anh Quỳnh ở thành phố Hà Tĩnh với mã sản phẩm là 24M083437. Vâng, xin chúc mừng chị Nguyệt ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với mã sản phẩm là 24M076393. Khách hàng may mắn thứ 3 đó chính là chị Hà ở Bắc Giang với mã sản phẩm là 24M083725. Khách hàng may mắn thứ 4 đó chính là ông Hoan ở thành phố Hồ Chí Minh với mã sản phẩm là 24M083441. Khách hàng may mắn thứ 5 đó chính là anh Hiền ở Mê Linh, Hà Nội với mã sản phẩm là 24M083721.
Khách hàng may mắn thứ 6 đó chính là chú Nghĩa ở Bình Thuận với mã sản phẩm là 24M076362. Khách hàng may mắn thứ 7 đó chính là anh Linh ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với mã sản phẩm là 24M083461. Khách hàng may mắn thứ 8 đó chính là anh Phú ở Mê Linh, Hà Nội với mã sản phẩm là 24M083430. Khách hàng may mắn thứ 9 đó chính là anh Thiện ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với mã sản phẩm là 24M083370. Khách hàng may mắn thứ 10 đó chính là anh Kết ở Khánh Hòa với mã sản phẩm là 24M076361. Với mã sản phẩm may mắn là 24M083380 đã thuộc về anh Bình ở Ninh Bình, vị khách hàng may mắn số 11 của chúng ta. Vị khách hàng may mắn số 12 đó chính là anh Hòa ở Tây Hồ, Hà Nội với mã sản phẩm may mắn là 24M083439. Vị khách hàng may mắn số 13 đó chính là anh Thắm ở Bắc Giang với mã sản phẩm may mắn đó chính là 24M083602. Vị khách hàng may mắn số 14 đó chính là anh Tùng ở Hiệp Hòa, Bắc Giang với mã sản phẩm là 24M083459. Vị khách hàng may mắn tiếp theo đó chính là anh Tịnh ở Hạ Long, Quảng Ninh với mã sản phẩm may mắn là 24M083764. Vị khách hàng may mắn cuối cùng của chúng ta đó chính là anh Hoàn ở Bắc Giang với mã sản phẩm may mắn là 24M083382. Vâng, một lần nữa Kim Xuyến xin được gửi lời chúc mừng tới 16 vị khách hàng may mắn đã trúng thưởng trong tuần này. Như vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường để tìm ra những khách hàng may mắn nhận một chỉ vàng SJC 4 số 9 từ tập đoàn Osdor. Còn quý vị nào chưa được sướng tên thì hãy nhanh tay tham dự chương trình để có cơ hội nhận lộc vàng may mắn tiếp theo nhé. Chúng tôi vẫn còn 3 tuần may mắn nữa, thưa quý vị. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và tin tưởng lựa chọn cửa cuốn Osdor là người hùng bảo vệ sự an toàn cho gia đình mình. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để có thể thêm có nhiều thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 11:30 thứ 7 tuần sau.